Hello, kính chào quý vị nhà đầu tư nha. Quay trở lại với lại cái video clip săn cổ phiếu của em ha. Đáng lẽ là chỉ 2 hoặc 3 ngày em mới ra được một clip thôi, nhưng mà được sự ủng hộ khá nhiệt tình của anh chị nhà đầu tư á, có nhắn tin cho em hỏi khá là nhiều. Tại vì cái clip hôm qua là nói về hai cổ phiếu bán lẻ DG World và Thế Giới Di Động thì cũng đã có một cái sức tăng khá là tốt, là đâu đó là phải hơn 4% trong phiên ngày hôm nay. Thì hôm nay tiếp tục anh chị, tiếp tục có một số các cái cơ hội nên em làm thêm một cái video clip này nhé ha. Chắc là một tuần ra khoảng 1 cho tới 2 video clip để cho anh chị trên cái nền tảng online có thể là tham khảo cũng như là ra quyết định đầu tư cho nó đúng đắn ha. Các anh chị nếu thấy những cái mã cổ phiếu mà em tư vấn có hiệu quả, xin lời ha, hoặc là mang lại những lợi nhuận cho anh chị, thì anh chị có thể là về mở một cái tài khoản chứng khoán ha, về đội của em, chúng ta cùng chiến đấu với nhau ha. Thực ra là có khá là nhiều mã nữa, nhưng mà hôm nay em sẽ chọn ra 2 cái mã mà cho ngày mai chúng ta khả năng nó bật tăng vào phiên ngày mai khá là cao nhé. Hy vọng là sáng ngày mai nếu mà có cơ hội là chúng ta sẽ mua liền cho phiên ngày mai nhé. 2 cái mã này là 2 cái mã mà nó cũng không có xa lạ với chị đâu, nhưng mà bây giờ sau một cái quá trình mà nó đã tích lũy đủ rồi thì khả năng khá là cao là ngày mai nó sẽ bật tăng ha. Thì nói sơ về index đi, index nó có một cái phiên hồi phục nha chị, một cái phiên hồi phục trong cái nến giờ cuối cùng của ngày hôm nay khá là tốt. Đưa chỉ số vượt lên 1075 ha, vượt lên cả cái xu hướng tăng giá như này thì khả năng rất là cao ngày mai index vẫn tiếp tục có đà tăng ha. Nhưng mà nó có một cái vấn đề khá là đáng quan tâm một chút, đó là index chúng ta nó đang tiến về cái vùng cản khá là cứng là 1085 ha. Từ cái biên 1078 tới 1085 thì nó cách nhau đâu đó tầm khoảng 7 điểm thôi, nhưng mà một số các cổ phiếu nếu như mà nó có điểm mua nó cũng sẽ tăng lên chị, ví dụ như lên tới 1075 có điều chỉnh thì các cổ phiếu đó nó cũng sẽ rung lắc cho anh chị vào thêm hàng ha. Rồi cái 2 cổ phiếu đó, 2 cổ phiếu nào để cho anh chị đỡ mất thời gian đúng không? Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu cho chị một cổ phiếu của cái dòng dầu khí ha, đó là cổ phiếu BBT anh chị. Cổ phiếu BBT thì sau một cái quá trình nó đã về ngay cái khu vực giao gap hỗ trợ test lên thành công rồi ha, thì khả năng rất là cao anh chị, ngày mai BBT nó sẽ phá khu vực cản 21.5 để nó bắt đầu một cái nhịp tăng mới của cái dòng dầu khí ha. Có nghĩa là các cái cổ phiếu khác của nhóm dầu khí đã tăng rồi, chỉ có BBT nó tích lũy khá là chặt trong cái giai đoạn vừa qua thì bắt đầu hôm nay nó đang có tín hiệu để nó break ra khỏi cái vùng cản nha, thì khả năng rất là cao ngày mai nhóm dầu khí nó sẽ tăng đó chị. Ngày mai sẽ dầu khí tiếp tục nó sẽ có dấu hiệu nó tăng tốt đấy, và đặc biệt là cổ phiếu BBT ngày mai nó cũng sẽ có dấu hiệu nó tăng lên cho chúng ta ha. Thì chúng ta đừng bỏ qua cơ hội này để chúng ta rải mua ở khu vực đâu đó 21 cho tới 21.5 chị nhé. BBT thì nó có một cái đặc biệt là nó khi mà nó tăng anh chị, nếu mà nó tăng dòng tiền nó vào rất là nhanh nha, nên chị chú ý ngày mai nếu mà chúng ta có cơ hội buổi sáng mà khi mà thị trường nó vừa mở cửa xong chúng ta thấy đâu đó giá loanh quanh 21 cho tới 21.5 chúng ta có thể là gọi mua được rồi ha, bởi vì hiện tại 21.5 sẽ là một cái cản khá là cứng, cái cản tuần khá là cứng nha chị, cản kijun tháng cũng khá cứng. Nên chúng ta vẫn có thể mua được trong cái giai đoạn này. Nếu như nó vượt qua 21.5 thì dòng tiền nó vào rất là mạnh, nó sẽ đẩy chỉ số lên khá là nhanh nha. Nên chúng ta cứ gom mua dần trong cái vùng này ha. Làm sao cho khi mà cổ phiếu nó tăng giá, cái vùng giá chúng ta nằm dưới 21.5 là được. Anh chị biết tại sao dưới 21.5 không ạ? Khi mà nó vượt qua được 21.5 thì 21.5 sẽ là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh của BBT. Nên làm sao chúng ta mua cái vùng giá nằm dưới 21.5 là ok nha anh chị nhé. Một cổ phiếu đầu tiên đó là BBT, anh chị đừng bỏ qua cơ hội này nhé, đó là BBT ha. Cổ phiếu thứ hai mà em muốn giới thiệu cho anh chị đó là một cổ phiếu liên quan tới dòng thép. Anh chị thấy cổ phiếu của cái nhóm ngành thép giai đoạn vừa qua nó cũng khá là khó khăn đúng không ạ? Nó bật tăng xong rồi sau đó nó điều chỉnh. Bật tăng xong sau điều chỉnh, sau đó bật tăng lại, xong sau đó lại điều chỉnh, bắt đầu bây giờ nó có nhịp tăng giá và nó đang tăng tích cực ha. Đáng lẽ dòng thép thì em đã phím cho anh chị cách đây 2 phiên rồi. Các anh chị trong room VIP, trong room khách hàng đã nhận cổ phiếu này trong 2 phiên trước rồi ha, cũng đã được vào đâu đó vùng giá khá tốt rồi, nhưng mà em thấy vẫn còn cơ hội cho các anh chị trên cái nền tảng online ha. Thì hy vọng là các anh chị mà trên cái nền tảng online có thể xem được video này, mà nếu mà ngày mai các cổ phiếu mà 2 cổ phiếu này mà em phiếu mấy hàng mà nó có một cái mức lợi nhuận tốt, anh chị vào được hàng tốt thì khi mà chị chốt lãi có thể là quay về, em cũng không cần phải là quá lớn lao đâu, chỉ cần quay về một cái tài khoản hoặc chuyển anh đi về để anh em chúng ta cùng làm việc với nhau là được ha. Đó là HSG Hoa Sen nha chị. Hoa Sen thì nó đang đi về một cái vùng giá khá là tốt nha chị, đang đi về một cái vùng tăng giá khá tốt ha. Khả năng cao là ngày mai Hoa Sen nó sẽ vượt qua được khu vực đâu đó 15.9 cái vùng cản Kijun đây để nó tiếp tục một cái đà tăng lên vùng 16 16.5 nhá. Thì cái Hoa Sen cái điểm mua của chúng ta vẫn còn nha chị ha, điểm mua vẫn còn nên em vẫn lên một cái video như thế này, điểm mua của chúng ta vẫn là 15.8 cho tới 16 nhé.
bữa là cái vùng mua sẽ có giá này cho chị mua vào ngày mai nhé, chị chú ý nhé, sẽ có giá này cho chị vào ngày mai, nên chị cứ canh mua những cái vùng này, làm sao cho cái vùng giá của mình nó dưới 16 là tốt nhất nhé, làm sao cho cái giá của mình nó nằm dưới vùng 16 là tốt nhất, để khi mà nó vượt lên thì vùng 16 sẽ là hỗ trợ khá tốt ha. Riêng hoa sen nắm cho em ít nhất một tuần nha, ít nhất một tuần. Có thể là BBT anh chị về hàng có lãi thì chị chốt cũng được, không vấn đề gì, nhưng mà sóng BBT cũng là sóng mạnh đấy, anh chị có thể là nắm dài hơn. Nhờ riêng hoa sen có thể nắm cho em ít nhất một tuần ha, ít nhất là một tuần nha chị. Còn dài hạn hơn thì chúng ta có thể nắm 3 tới 4 tuần để chúng ta target đâu đó về vùng 21 nha chị, 21 21.5 ha, đó là cái target của hoa sen. Còn hai siêu cổ phiếu nữa. Còn hai siêu cổ phiếu nữa mà quá trình của em nói là cái cổ phiếu này sẽ là một trong những cái game lớn của chúng ta đánh anh em trong room xanh cá mập ha, sẽ đánh cái một cái cổ phiếu siêu cổ phiếu này trong từ đây cho tới cuối năm. Đây sẽ là một siêu cổ phiếu nha. Thì siêu cổ phiếu đó thì sẽ dành riêng cho các chị khách hàng nha. Cái siêu cổ phiếu đó em sẽ phím cho anh chị vào đâu đó sẽ ngày mai hoặc ngày mốt trong room khách hàng ha. Còn hai cổ phiếu mà khuyến nghị cho anh chị trong phiên ngày mai đó là Hoa Sen và BBT nha chị nhé, PB Trend và Tôn Hoa Sen ha. Chúc anh chị đầu tư thành công và có giao dịch hiệu quả cho phiên ngày mai nhé, nhớ hai cổ phiếu này ha. Cố gắng nắm bắt được cái cơ hội để chúng ta có thể sinh ra được cái lợi nhuận tốt nhất trong giai đoạn gần đây nha chị, giai đoạn mà dòng tiền nó đi vào khá mạnh thị trường ha, đã vượt 16.000 tỷ rồi nha chị, cứ trên 15 16.000 tỷ là dòng tiền đã vào rồi nha chị nha, đã có sự luân chuyển nhóm này sang nhóm kia ha. Kính mong anh chị sẽ có được nhiều lợi nhuận ha. Hy vọng anh chị sẽ hỗ trợ cho em ngày càng phát triển hơn, ví dụ như ủng hộ bằng cái lượt là like này, share cái video clip này ha, và đặc biệt là cho em một cái lượt comment ở phía dưới nha chị, để cái video này càng ngày nó càng lan tỏa hơn ha. Cảm ơn chị rất nhiều nha, hy vọng sẽ đồng hành cùng anh chị trong cái video tiếp theo ha, gặp lại với anh chị trong video tiếp theo. Chúc chị ngủ ngon nha, hy vọng sáng mai anh chị có thể là xem được cái video này trước cái giờ dịch nha chị. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại với chị nhiều tư ạ.